táo Nhật khổng lồ một quả nặng 1 kg về chợ viện. Trên thị trường, các loại táo có xuất xứ từ Nhật Bản, giá thường dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng trên kg tùy loại. Chưa kể, một số dòng táo Nhật còn vô cùng hiếm, muốn ăn cũng phải xếp hàng mua. Tuy vậy, mùa Giáng sinh này, loại táo có tên Sekaiichi đổ bộ thị trường Việt với mức giá rất bình dân. Theo các thương gia, những năm trước, loại táo này xuất hiện tại thị trường nhưng số lượng không nhiều. Còn dịp cuối năm nay, táo loại này về đầy kho. Điều khiến người tiêu dùng Việt thích thú hơn cả là táo này quả siêu to, nặng trung bình từ 500 đến 800 gram một quả, thậm chí có quả còn nặng 1 kg. Táo vỏ màu đỏ sậm, rất thơm, phần thịt táo giòn ngọt nhưng không bằng táo NV. Đổi lại, quả táo siêu khủng, để bày trên bàn dịp lễ Giáng sinh kết hợp cùng màu xanh của thông tươi nhìn rất bắt mắt. Giá táo Sekaiichi chỉ trên dưới 400.000 đồng trên kg, hút nhiều khách Việt mua về ăn, hoặc làm quà biếu tặng.